Miss Earth 2023, Lan Anh hạ cánh vị trí bất ngờ trong bảng dự đoán, đại diện Brazil sẽ đăng quang. Sau màn nhập cuộc ấn tượng, đại diện Việt Nam tại Miss Earth 2023 tiếp tục lọt vào mắt xanh của chuyên gia quốc tế. Đây được xem là tín hiệu vui với bản thân người đẹp nói riêng và giải Shark Việt nói chung. Cuộc thi Miss Earth 2023 đã khởi động tại đất nước hình chữ S với sự đổ bộ của hơn 100 thí sinh từ nhiều quốc gia khác nhau. Mới đây, chuyên trang sắc đẹp uy tín nhất nhì toàn cầu Sharkfather đã tung ra bảng dự đoán vị trí xếp hạng của các thí sinh thông qua quá trình đánh giá về cách giao tiếp, thể hiện lẫn dự án cá nhân trong những ngày đầu nhập cuộc. Theo đó, các vị trí cao nhất lần lượt thuộc về đại diện Brazil, Hà Lan, Thái Lan, Puerto Rico, Albania. Các đại diện châu Á có mặt trong top 20 theo đánh giá của Sharkfather hầu như đều đến từ Đông Nam Á. Ngoài đại diện đến từ Thái Lan, top 5 và Philippines, top 10, còn có Indonesia, top 14, Việt Nam, top 15, Malaysia, top 17, Ấn Độ, top 20. Chuyên trang Miss Sociology cũng đánh giá rất cao đại diện Việt Nam, Đỗ Thị Lan Anh, bằng chứng là trong tất cả các bảng xếp hạng đánh giá qua các nội dung video clip về môi trường tham gia dự thi, cô nàng đều được xếp trong top 20 thí sinh có bài thuyết trình xuất sắc nhất. Kể từ khi đăng quang Miss Earth Việt Nam 2023, Đỗ Thị Lan Anh luôn được đánh giá cao ở mọi bảng xếp hạng nhờ vào khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt, có các dự án bảo vệ môi trường cụ thể lẫn tinh thần nhiệt huyết quảng bá nền văn hóa Việt đến với các bạn bè quốc tế. Vừa qua, Lan Anh đã nhận giải Shark từ Chủ tịch Miss Earth Việt Nam, bà Trương Ngọc Ánh, chính thức bước vào đường đua chinh phục vương miện của cuộc thi được diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh. Mỹ nhân sinh năm 1997 cho rằng khi nhận được giải Shark trên vai, bản thân như được tiếp thêm sức mạnh. Nàng hậu cho biết sẽ quyết tâm nỗ lực nhiều hơn để đại diện cho Việt Nam, quảng bá hình ảnh đẹp của đất nước đến bạn bè quốc tế và có những hoạt động thiết thực vì môi trường. Cô đặt mục tiêu thể hiện thật tốt để có thể đem về chiếc vương miện Miss Earth thứ hai về cho quê nhà. Á hậu Thu Thảo tiết lộ, trước đây cô nghĩ Lan Anh sinh sống từ nhỏ ở nước ngoài nên sẽ rất sành điệu và phá cách. Nhưng khi tiếp xúc Miss Earth Việt Nam 2023 lại khiến Thu Thảo bất ngờ khi cô là một cô gái dịu dàng và rất Việt Nam. Với nhiều ưu thế và nỗ lực, cô nghĩ rằng Lan Anh sẽ đưa giải Shark Việt tiến xa hơn nữa. Đỗ Thị Lan Anh sinh năm 1997, cao 1m71, cùng số đo 3 vòng lần lượt 85-60-95cm, tốt nghiệp Đại học California State University ở Fullerton. Người đẹp được đánh giá cao về kỹ năng ứng xử, ngoại ngữ trôi chảy và các công tác thiện nguyện nổi bật. Với lợi thế nói tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ, nàng hậu được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện tại đấu trường nhan sắc Miss Earth 2023. Hoa hậu trái đất là cuộc thi sắc đẹp quốc tế được tổ chức từ năm 2001 đến nay với mục đích nâng cao nhận thức về môi trường do tập đoàn Carousel Production của Philippines thực hiện và được đánh giá là top 4 cuộc thi nhan sắc lớn, uy tín hàng đầu thế giới. Mùa giải năm nay chính thức đi vào những hoạt động đầu tiên, buổi lễ trao Shark đã diễn ra trong không khí trang trọng và thân mật. Ngoài giải Shark mang tên quốc gia, dàn thí sinh còn nhận được những món quà đáng yêu đậm chất Việt Nam. Chung kết cuộc thi sẽ được tổ chức vào ngày 22 tháng 12 tới. Ngày 2 tháng 12 vừa qua, vòng sơ loại tại phần thi tài năng của Miss Earth 2023 diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hơn 80 thí sinh thể hiện nhiều năng khiếu như múa lụa, khiêu vũ, vẽ hoặc giới thiệu nét đẹp truyền thống quê nhà thông qua trang phục. 30 cô gái xuất sắc nhất sẽ bước vào vòng tiếp theo. Những ngày tới, 90 thí sinh tiếp tục tham gia nhiều phần thi Best Eco Project, dự án môi trường ấn tượng nhất, trang phục dân tộc, trình diễn trang phục áo tắm, tài năng và nhiều hoạt động bảo vệ môi trường, quảng bá du lịch.